Ngày cuối tuần đầu tháng 7, Trung tâm Hiếm muộn và Y học Giới tính Hà Nội đón tiếp hơn 20 cặp vợ chồng đến thăm khám trong buổi sáng. Với nhiều ưu đãi lớn trong tháng 7 như giảm 30 triệu đồng khi thực hiện IVF Plus, chọn gói thụ tinh ống nghiệm chỉ 25 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0 đồng, lãi suất 0% trong 6 tháng. Đây là cơ hội cho các gia đình đón con yêu không lo chi phí. Cũng trong ngày hôm nay, IVF Hà Nội đón tiếp nhiều cặp vợ chồng lên thăm khám lại, cũng như đến siêu âm quản lý thai kỳ. Cùng lắng nghe chia sẻ của một gia đình hiếm muộn 20 năm đón con yêu thành công nhờ đội ngũ bác sĩ IVF Hà Nội. Mình tên là Triệu Văn Đan. Nhà chị là Nguyễn Mai Anh và mình đến từ Lào Cai. Chị xem ở trên mạng ấy. Thế là chị cũng được dưới này có cô Quỳnh với lại cô Linh tư vấn. Thì chị mới bắt đầu đến đây 20 năm rồi đấy, chị mới bây giờ bắt đầu mới đi tìm con ấy. Chị thấy ở đây rất là nhiệt tình, mọi người cũng hỏi han rồi chăm sóc bệnh nhân trong suốt thời gian mà chị làm IVF ở đây ấy, thì bạn ngày nào bạn Quỳnh, nhất là bạn Quỳnh với bạn Linh là cũng hỏi thăm rồi là tư vấn xem chị nay ăn gì, chị có khỏe không, rồi chị cứ cố lên tâm lý là chính, chị đừng có hoang mang, cứ đến với chúng em là chị yên tâm rồi, tỷ lệ thành công sẽ cao nên là chị đừng có lo lắng cái gì cả. Đấy thì là chị rất là yên tâm. Hôm nay xuống đây có cả bố mẹ chị nữa. Ông bà xuống đây lần đầu tiên thì chị mang bé nên là ông bà rất là vui. Ông bà xuống theo. Thôi bây giờ xuống đây thì bác sĩ Phương có tư vấn cho chị là chị bị ứa dịch ống dẫn chứng, phải mổ kẹp ống. Kẹp ống sau bác sẽ chuyển phôi và sẽ thành công. Nên chị rất là tin tưởng vào lời nói của bác Phương. Nên bây giờ chị đã thành công rồi. Thì chị chả biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn bệnh viện mình thôi. Bây giờ chị chỉ mong muốn tất cả mọi người đừng bao giờ tụt cái hy vọng của mình. Cũng như chị đây đã từng là hiếm muộn 20 năm rồi, nhưng bây giờ chị đã có kết quả như ngày hôm nay thì mọi người hãy cố gắng để theo chị. Phải đã theo là phải theo lên đích. Nên là mình mới có kết quả, cả thái nhiều thành công. Trên hành trình mong con, dẫu có những khó khăn vất vả, nhưng chúng tôi tin rằng chỉ cần không từ bỏ, con yêu sẽ về với chúng ta. IVF Hà Nội xin hứa luôn đồng hành cùng các cặp vợ chồng đến khi sinh con khỏe mạnh.